Quý vị nói con làm phước dữ lắm, con nghe Phật dạy phải bố thí cúng dường cho nên con đi làm phước dữ lắm, con làm nhiều lắm, cho nên cái đó là Phật cũng chứng minh cho con này kia, thì cái đó vẫn có, vẫn được, nhưng mà cái phước đó nó chỉ phước hữu lậu, cho nên phải có cái sự tu tập. Mà trong kinh điển nhiều khi cũng có giải thích nhiều cái ý rất là hay, nói rằng một người mà chỉ đi lo giúp người mà không tự tu cho mình, tự mình không chịu tu, thì giống như đếm tiền dùm người ta thôi. Làm sao quý vị đếm xong rồi mình có đồng nào, chỉ đếm tiền dùm người ta thôi. Cho nên mình khôn là mình phải có tu, mình tôn kính Đức Phật, đúng nghĩa là mình phải nghe pháp, mình phải tụng kinh, mình phải thực hành chánh pháp của Đức Phật. Đó mới là tôn kính Phật đúng nghĩa. Đương nhiên mình vẫn thờ Phật, vẫn cúng Phật, vẫn lễ lại Ngài, nhưng cái đó là một bước đầu thôi, mà cái bước cao hơn là phải thực hành chánh pháp. Cho nên đó, trong kinh điển cũng có dạy là một người nếu biết lắng nghe mà đạt tới cái lắng nghe tối thượng, một lắng nghe cao thượng đó là gì? Tức là không phải mình nghe những cái lời gì, lời ngon ngọt, những cái lời hay ý đẹp để mà dụ dỗ người khác, mà là người biết lắng nghe cao thượng là gì? Là lắng nghe lời của Đức Phật dạy, để hiểu được gì? Có được cái lắng nghe cao thượng là như vậy. Cho nên có một cái chuyện này là hai cha con đốn củi, đang đi đốn củi quý vị, thì nghe một cô gái đi đang lội xuống bùn để cắt sen á, cô gái này hát lên một câu rất là hay. Và bây giờ quý vị nghe nhạc, nghe hát cũng rất nhiều, nhưng mà nhiều khi có những người nghe như một cái lời nhạc về Phật tự nhiên mình ngộ. Thì hai cha con này đang chặt củi trong rừng thì nghe một cô gái hái sen hát rất là hay, là hoa sen sớm nở, sớm nở chiều tàn, sắc hương phai nhạt, nhụy vàng rụng rơi. Quý vị nghe hay không? Hoa sen sớm nở chiều tàn, sắc hương phai nhạt, nhụy vàng rụng rơi. Gẫm hoa nào khác kiếp người, mong manh thân phận rã rời diệt sanh. Một câu hát rất là hay. Tức là thấy cái hình ảnh hoa sen, nhưng mà cô này ngộ ra là ngẫm hoa nào khác kiếp người, mong manh thân phận rã rời diệt sanh. Thì hai cha con này ngộ liền, nói thân mình làm lụng cực khổ, lâu nay mình để chỉ biết nuôi dưỡng cho thân không. Cho nên nhiều vị cứ đó, cứ nói con làm tuần 7 ngày, con cố con làm để con kiếm, nhưng mà chúng ta cứ lo chạy theo cái dung dưỡng cho cái thân này, mà mình phải thấy rằng không biết nó diệt sanh bất cứ lúc nào, như hoa sen sớm nở chiều tàn đó. Thì hai cha con này ngộ và chứng quả Phật độc giác ngay lúc đó luôn quý vị. Còn mình nghe nhiều quá mà mình thấy mình chưa có cái gì chứng, mình trở chứng thì có. Tức là mình nghe mình hiểu đó, nhưng mà rồi chứng nào tật nấy, mình vẫn có chứng nào tật nấy. Nhiều khi mình quên, mình đâu có nhớ đâu, đụng chuyện mình vẫn, ai mà chỉ cần đánh mình cái hoặc chửi mình cái là mình nói đụng chạm, hoặc là chửi cha chửi mẹ hay làm gì đó mình là mình giận lên liền, mình nói là đụng chạm tới mình, đụng chạm tới người thân của mình là mình binh vực liền, là mình sân lên liền. Tức là mình chưa thấy cái sự giả tạm của thân người, sự giả tạm của những cái lời, những cái tiếng chửi, cái đó cũng chỉ là giả tạm thôi, mà nhiều khi chỉ cần nói là mình giận liền. Thì cho nên là quan trọng là phải ngộ được cái chân lý. Hai cha con chỉ cần nghe được như vậy, ngộ chứng quả Phật độc giác luôn quý vị. Mà mình biết đọc gì nữa? Đọc tài. Chứng quả đọc tài, tức là bắt ý mình thôi, chứ không cho nghe bất cứ ai hết, mình có chứng quả đó. Vì quý vị thấy đọc tài khác đọc giác có một chữ à. Thì cho nên là cái này rất là hay. Cái đó là nghe cao thượng. Còn cái thấy cao thượng là thấy gì cơ? Mình hiểu pháp mình phải thấy được. Thấy cao thượng là gì? Là thấy cái sự vô thường, vô ngã. Nhân quả ở kiếp người, ở cái cõi đời này phải thấy sự vô thường, vô ngã để gì? Mình cố gắng mình tu tập. Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn một lần đi thấy Đức Phật đẹp quá. Cái ông xin đi xuất gia. Mục đích xuất gia để làm gì quý vị biết không? Để ngắm Phật. Để mỗi ngày được ngắm nhìn Đức Phật thôi, tại vì Đức Phật đẹp quá. Để được gần Đức Phật, để nhìn Đức Phật. Thì có một ngày Đức Phật mới nhắc ông. Đức Phật mới nói rằng
ông đi tu, tại sao ông cứ theo mà nhìn Đức Phật như vậy mà không có lợi lạc gì hết? Thì như vậy để tu để làm gì? Mà không có sự chuyển hóa tham sân giận gì hết, thì chỉ biết nhìn Đức Thế Tôn không như vậy, không có lợi lạc gì hết, không nên. Thì ông giận, ông tủi thân quá, ông nói mình mục đích đi tu để được gần Ngài mà Ngài hất hủi mình rồi. Cho nên gì? Ra leo lên núi định tự tử. Nhiều khi quý vị tới chùa, nhiều khi gặp thầy tội những vị thầy rồi, hoặc không ngó tới mình cũng tủi vậy, cũng có. Nói mình mối tốt yếu mình tu với thầy mà thầy cũng thèm ngó gì tới mình hết. Thì vị này cũng vậy, nói mình cốt yếu mình theo Phật, mình gần Ngài, để mình gần Ngài mà cuối cùng Ngài không nhìn gì tới mình. Ngài còn nhắc nhở mình tu làm vậy là đúng đúng nữa. Buồn quá tủi thân mới leo lên núi rồi tự tử. Thì Đức Phật mới vận thần thông, mới đỡ, đỡ vị này xuống mới nhắc nhở. Nói một người tu tập đúng nghĩa không phải là nắm được cái chéo áo của Phật, đó là tôn kính Đức Phật đâu, không phải. Mà tôn kính Ngài là gì? Phải thực hành giáo pháp của Ngài, phải chứng ngộ được cái sự giải thoát sanh tử, cái đó mới là tôn kính Phật. Còn người mà chỉ cần ở bên ta nhưng mà không có sự thực hành chánh pháp, không có tu tập thì ở xa ta ngàn dặm. Còn mình dù không có Đức Phật ở đây nhưng mình tu theo giáo pháp của Ngài là như ở bên Ngài. Rồi cái tự mừng mừng rồi đúng không? Tức là chỉ cần mình nghe pháp Phật, mình thực hành pháp Phật là như ở gần Ngài, không có phải xa xôi. Cho nên mình đâu có sợ là nó không có thời, không có Đức Phật đâu. Ngài dạy khi Ngài còn tại thế, Ngài đã từng dạy như vậy rồi, là dạy các thầy là như vậy rồi. Dù ở bên Đức Phật mà không thực hành giáo pháp của Ngài thì cũng như xa Đức Phật ngàn dặm. Thì cho nên chúng ta may mắn là mình còn học pháp Phật, mình còn đọc kinh điển nhà Phật, mình còn cố gắng tu tập, thì cái đó mình ở gần Đức Phật, đó mới đúng là tôn kính Phật đúng nghĩa. Chứ có nhiều vị, quý vị biết là đương nhiên ngày nào cũng lễ lại thờ cúng hoa quả không thiếu, nước trái cây là mua trái xịn mới cúng cho Phật, nói Phật mới chứng, rồi mua hoa cho thiệt tốt, thì cái đó vẫn được. Quý vị cứ lòng kính Phật mà mình vẫn làm, nhưng mà cái đó chỉ là mới hình thức thôi. Mà tham sân vẫn còn thì chưa phải là tôn kính Phật đúng nghĩa. Mà mình nương cái đó để gì? Để mình chuyển hóa thân tâm mình thì mới đúng nghĩa tôn kính Phật. Có nhiều nhiều nhà như vậy quý vị, chỉ mỗi chỉ làm được cái việc đó thôi, còn không có cái sự tu tập. Nó ở nhà tôi thờ Phật đẹp lắm, trang nghiêm lắm, là vậy là đủ rồi, nhiều vị cho vậy là đủ rồi. Thì Đức Phật, cái đó là Đức Phật nói xa ngàn ngàn dặm. Mình vẫn có phước đó, cái phước lễ lại thờ kính thờ cúng, nhưng phải làm cái gì đó. Cái này để gẫm lại là có nhiều vị, nhưng ở trong chùa quý vị có những người thầy á, sư phụ đó, là nói mong dạy đệ tử, mong các con nếu đền đáp ơn thầy tổ, chỉ cần tu tốt, làm đạo tốt là đền ơn thầy tổ. Quý vị làm cha mẹ cũng vậy đúng không? Mình mong con mình sống cho tốt, nên người sống cho tốt, làm việc tốt, đó là đền ơn cha mẹ. Còn quý vị mong mà con cái làm nhiều tiền của, sau này trả hiếu đem về cho cha mẹ, cái đó chưa chắc hạnh phúc đâu quý vị, chưa chắc tốt đâu. Chỉ cần con cái mình nó biết, mà quý vị làm cha mẹ quý vị cũng biết rồi, quý vị cũng chỉ mong vậy thôi, con cái mình nó bình yên, nó sống nên người, sống là một người tốt, thì cái đó là niềm vui của những người làm cha mẹ. Thì ngay cả Đức Phật, cả những vị làm thầy cũng như vậy thôi, là mình phải tu. Cái này để giải thích thêm cái trước cô Diệu Mai có hỏi cái câu là thượng hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. Thì quý vị biết là quả tứ quả thanh văn, thứ nhất là gì? Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là quả gì? Quý vị nhắc lại là dự lưu, nhập lưu, là thất lai, tức là còn 7 lần sanh tử. Thì ai mà tu quả vị này là đoạn 3 phần, đoạn được 3 phần hạ phần kiết sử trước. Kiết sử là tức là những cái phiền não đó quý vị, là hạ phần kiết sử đoạn trước 3 phần. Đó là gì? Đó là thân kiến, là nghi, là giới cấm thủ, là 3 cái trước, là vị chứng quả Tu Đà Hoàng. Tức là gì? Mình thân kiến là mình thấy được cái gì quý vị? Thân này giả tạo, cho nên mình không còn nghi ngờ vào Tam Bảo, mình tin vào Tam Bảo, và mình tu tập đúng theo giới pháp của Đức Phật. Tức là đoạn thân kiến, gì nữa? Nghi và giới cấm thủ.
Quý vị hiểu cái giới cấm thủ không? Có nhiều vị chấp vào cái giới luật nó sai. Sai rồi cứ nói là lạy Phật, niệm Phật, hoặc là nói là lạy thì tội diệt hà sa, cho nên cứ nghĩ rằng đó là đúng, cho nên mỗi ngày lên lạy đúng lạy được rồi. Thì nhiều khi mình hiểu sai những cái chánh pháp Đức Phật á, cho nên mình phải đạt tới, đừng có để bị cái chấp vào cái giới cấm thủ cũng rất nguy hiểm. Cho nên mình phải hành đúng những lời Đức Phật dạy. Đó là ba cái hạ phần kiết sử đầu. Cái quả vị thứ hai là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là gì quý vị? Nhất lai, là còn một lần sanh tử. Là vị này đoạn được ba cái hồi nãy, ba cái hạ phần kiết sử, và làm suy yếu hai cái hạ phần kiết sử còn lại. Hai cái thứ hai đó là dục và sân. Dục là ham muốn, và cái thứ hai là sân. Cái này để mình tìm hiểu cái tứ quả thanh văn luôn đó. Dục và sân nữa, làm suy yếu, mới suy yếu hai cái này thôi quý vị, chưa đoạn hẳn. Diệt được ba cái đầu là gì? Nãy mình nhắc lại để mình nhớ luôn là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Còn cái tư đà hàm là gì? Làm đoạn được ba cái phần hạ phần kiết sử đầu, suy yếu hai cái hạ phần kiết sử kế là dục và sân. Tức là người chứng quả Tư Đà Hàm vẫn còn sân sân chút chút nghe quý vị. Cho nên không phải là đoạn hẳn. Cho nên quý vị mà sân ít là coi chừng là có chứng rồi đó. Ít sân si đó, là không có dục vọng đó, thì cái đó không có ham muốn nhiều, thì cái đó là quả Tư Đà Hàm. Còn quả thứ ba là Ana Hàm. Ana Hàm là đoạn hẳn năm hạ phần kiết sử. Là quý vị nhớ năm điều rồi đúng không? Và năm đoạn năm hạ phần kiết sử, đoạn hẳn luôn năm hạ phần kiết sử, gọi là Ana Hàm. Là gọi quả này là quả gì quý vị? Bất lai, tức là không còn sanh vào cõi dục, nhưng mà vẫn còn sanh ở cõi sắc và vô sắc nha quý vị. Chứ không phải là tức là đoạn gọi bất lai thôi, bất lai dục giới thôi, nhưng mà vẫn còn ở cõi sắc và cõi vô sắc. Thì cõi thứ tư là gì? Quả vị thứ tư là A-la-hán, là đoạn hẳn năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. Thì năm hạ phần kiết sử quý vị biết rồi, năm thượng phần kiết sử là gì? Là hữu ái, là vô hữu ái, là mạng, là trạo cử, vô minh, là năm cái. Hữu ái là gì? Tức là mình còn vướng mắc vào những cái gì mình thích. Ví dụ quý vị còn vẫn chấp vào cái quả vị mình tu chứng, gọi là hữu ái. Ái là thích mà. Còn vô hữu ái là gì? Tức là đoạn luôn cả cái tâm mà không mình thích những cái không có. Mình vui với những cái, mình đạt được những cái không có, phải đoạn luôn cái tâm đó luôn. Mình đã đoạn cái tâm có rồi, mà cái tâm không có cũng đoạn luôn, gọi là vô hữu ái. Tâm không đều đoạn luôn, gọi là vô hữu ái. Cái thứ ba là mạng. Mạng này là kiêu mạn đó. Tâm có những vị chứng được quả vị chút chút đó, khởi cái tâm kiêu mạn. Thì A-la-hán là không còn thấy cái quả vị mình chứng, phải đạt được cái mạng này. Chứ có nhiều vị những quả vị trên, nhiều khi họ cũng vui, họ tự hào với, nhiều khi còn thấy được, không phải là đi coi thường người khác, nhưng mà cái tâm cảm thấy mình vui, mình thấy mình được chứng đạt cái này rồi, thì cái mạng đó cũng phải diệt. Cái trạo cử là gì? Thứ tư là trạo cử, không phải là ngồi đụng đậy nữa, tới cái đó là không còn nữa. Cái tâm mình trạo cử, cái tâm mình vướng bận dính mắc. Cái này cái thân là đương nhiên mình đoạn rồi, tại đau tới cái cõi không còn cõi sắc, dục và sắc và vô sắc cũng không đã. A-la-hán là gì? Là đoạn lìa sanh tử rồi, vô sanh rồi, thì đâu có nương vào cái thân này nữa. Cho nên cái đó là cái tâm trạo cử, chứ không phải là cái thân. Và cái cuối cùng là vô minh, tức đoạn hẳn vô minh. Thì năm đó là năm thượng phần kiết sử. Quý vị thấy khó hiểu không? Dễ đâu, khó đúng không? Khó. Vô minh là gì sư dạy? Tức là cũng còn một chút vi tế thôi. Tới đoạn này là còn một chút vi tế của sự vô minh thôi. Tức là những ví dụ cái vị, những cái tham chấp, những cái gì mà vi tế, còn một chút phiền não, những cái chút gì vi tế thôi. Cái vô minh là không có sáng suốt.
Nhưng mà ví dụ quả vị Anaham cũng còn một chút gì đó, nhiều khi đôi lúc cũng còn một chút gì đó, tại vì còn dính mắc trong trong cái cõi sắc và vô sắc. Còn A-la-hán là đoạn dứt sanh tử, không còn sanh tử ở ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì còn chút vô minh là đoạn hẳn luôn, ở năm thượng phần kiết sử. Thì mình đây để mình hiểu thêm về tứ quả, mình biết tu tới đâu đoạn được cái gì là chứng cái đó, thì ít nhất chắc mình cũng được tu đà hoàng cho quý vị. Chắc được rồi, thiện nhân tự hào là chắc được rồi. Tức là thân kiến là mình thấy được cái thân này là giả tạm. Quý vị còn chấp là quý vị chưa phải. À, đúng rồi, cũng còn vậy là chưa được. Còn muốn đi làm đẹp mà thì chưa phải dự lưu rồi. Quả dự lưu là phải thân kiến. Không, cái đó tức là mình có thể mình làm phương tiện, nhưng mà đừng chấp vào nó. Chứ nhiều vị nhiều khi bị cái gì chút xíu cái mình khổ. Ví dụ bị tóc rụng cái mình buồn, mình không muốn đi đâu hết, mình không muốn gặp ai, mình cảm thấy buồn quá, xấu hổ. Thì cái đó mới bị chấp đó. Thì quý vị cứ nói tự tại thôi, nó già thì nó bạc, nó già thì nó rụng đâu có sao đâu. Quý vị cứ tự tại, tức là mình không còn chấp thân kiến nữa. Đúng rồi, mình không buồn khổ vì nó. Hoặc là nhiều khi mình bị xấu chút xíu trên người mình, cái mình có nhiều vị có, quý vị tự ti mặc cảm, không muốn đi gặp ai hết. Đâu có muốn gặp ai đâu, sợ xấu hổ. Thì mình cứ nghĩ cái thân kiến nó là giả thôi. Thôi nó có bị chút kệ nó đi, quan trọng cái tâm mình đừng có xấu được rồi. Mình nghĩ được như vậy là quý vị cũng chứng được một phần quả dự lưu rồi đó. Tu đà hoàng chắc chắn được rồi. Thân kiến rồi đó là cái gì nữa, là giới cấm thủ, là nghi. Quý vị chắc chắn mình đã tin tuyệt đối vào Tam Bảo, mình không còn nghi ngờ. Đoạn được cái nghi và đoạn được giới cấm thủ, đừng có dựa vào những cái giới điều mà tin vào những cái điều mà sai trái, chấp vào những cái giới luật mà nó không đúng quá. Thì chúng ta không phải là không đúng, mà tùy theo thời đại mình phải hiểu cho đúng, mình thực hành cho đúng. Thì như Đức Phật nói đó, không ăn phi thời, nhưng mà trừ trường hợp trừ bệnh thì có thể được. Nhiều vị nói thà chết thì thôi, chứ còn là không không này kia. Tại mình chấp quá rồi cái mình nhiều khi mình phải bị chết, chết nó chết ngang vậy, nó bị hoạn tử, nó uổng. Ví dụ phương tiện quý vị có thể là dùng chút cháo cũng được, cho nó giữ cái bụng của mình không bị đau, thì cũng có thể phương tiện được vậy. Được, quý vị có ai thắc mắc gì không? Hết thắc mắc rồi. Đoạn tận. Nhưng mà với Đức Phật mới đạt được lộ tận. Nhưng mà với quả vị A-la-hán đã không còn sanh tử rồi. Nhưng nhiều khi cũng còn có nhiều vị là gọi là cái gì? Trần sa hoặc. Còn một chút trần sa hoặc tức là gì? Quý vị biết cái đó chưa? Vô minh hoặc là hiểu rồi. Trần sa hoặc là gì? Tức là thấy chúng sanh căn cường sở, không đi độ, không có đi độ sanh, tự chứng, tự giải thoát, tự an vui với mình thôi. Không, gọi là trần sa hoặc. Tới quả vị Phật mới là với đại nguyện, hạnh nguyện đi cứu độ chúng sanh. Phật là coi như là xong hết rồi, tất cả toàn giác đó. Nhưng mà Bồ Tát vẫn là dưới một mức mà con nhớ con quên mất là vẫn thiếu một cái gì chưa thành Phật, là cái đó là cái gì con quên mất con. Thì cái này là có nhiều cấp bậc tu chứng của một vị Bồ Tát đó, sơ địa nhị rồi đạt lên từng phần, cái đó từ từ mình học, nó dài lắm. Đạt cũng từng quả vị đi lên cho tới quả vị Phật. Nhưng mà vị Bồ Tát đó là đang thực hành hạnh nguyện của Đức Phật, của một làm một vị Phật. Thực hành những cái giống Đức Phật, sau khi ngài thành Phật ngài cũng trải qua nhiều kiếp thực hành hạnh Bồ Tát. Nhưng mình cũng đoạn từ từ phiền não vậy đó. Phát nguyện đại nguyện độ tận chúng sanh, ngài mới thành Phật. Giống như là Phật và ma, ma nó cũng rất là cái tu hành rất cao. Không, ma là chỉ tu mà đoạn, họ được cái vô, họ được cái thần thông thôi. Còn cái phiền não họ không đoạn, không đoạn. Cái phiền não. Cái đó là tu theo cái tham vọng. Tham vọng muốn gì? Muốn làm bá chủ. Và luyện công, luyện phép.
để làm bá chủ, để đi hại người thôi, để làm bá chủ mà ai trái ý là hại thôi. Vậy ma vương tu không có, không có lậu tận minh. Vậy ma vương tu cái gì mà được ở trên khỏi trời? Thì cái đó để tìm hiểu về ma vương. Bây giờ mình đâu có đi theo ma vương mình tìm hiểu chi mấy cái đó. Tại vì mình theo Phật mà ngài cũng không chỉ là ma vương tu cái đó để thành ma. Đương nhiên cũng không thấy Đức Phật chỉ cái đó. Mà nếu chúng ta chỉ làm những cái điều gì bất chánh, làm những điều ác là thành ma thôi. Yeah. Nhưng mà tu những luyện những cái phép thần thông thì tu luyện làm sao để gì, để có những cái nhưng mà Đức Phật cũng nói cái vị đó, ngài nói mất công luyện chi thần thông, cái đó đâu có đem giải thoát đâu. Ngài nói tôi tốn 5 đồng tôi qua sông được rồi, còn luyện bao nhiêu năm mới để chỉ bay qua sông. Cái xem cái phim, trong phim chứ vị thấy những người mà thần thông không đấu đá nhau chứ đâu có, có phải là giải thoát vậy đâu. Cho nên một con người giải thoát thật sự phải đoạn diệt phiền não toàn phần, phải đạt được giác ngộ toàn phần. Thì cho nên quý vị muốn mình là một người dễ thương, một người bước lên từ từ lên quả vị Phật, chắc chắn làm gì thì làm phải đoạn trừ phiền não. Mình vẫn còn tham, còn sân, còn si, còn nghi ngờ, còn chấp, còn nói chung mình còn dính một chút phiền não gì thì chưa thể gọi là thành Phật. Đó là khó quý vị. Mà quý vị thấy Đức Phật hay không? Mình nếu ai không đoạn là không thể thành Phật được. Chứ còn ngài không thể đưa mình thành Phật, cũng không thể tới cúng cho ngài nhiều nhiều ngài đưa mình về, là không có cái chuyện đó. Không có. Mỗi người phải tự tu. Mà cái đó là chân lý chắc thật rồi. Đâu có ai tu dùm ai, đâu có ai ban cho ai được. Mỗi người phải tự mình đứng dậy và đứng lên, đi lên. Rồi quý vị còn hết thắc mắc ha? Con nghĩ là khi mình nghĩ mình muốn tu để mà thành cái này, đạt được cái kia, mà bản thân con á, thì mình bớt chấp nhất, bớt buồn phiền, thì mình con thấy là mình an lạc tại ngay lúc đó sư ngài, chứ không có cần phải đợi. Dạ đúng đó quý vị. Thì cũng trước cũng đã từng chia sẻ quý vị từ đó, tu không phải là đạt cái gì hết, mà để gì, để đoạn trừ từ từ những cái mà những cái tham chấp, những cái phiền não xấu xa trong lòng của mình, để mình trở về với Phật tánh. Mỗi trong mỗi người đều có Phật tánh hết, ngài nói mà. Nhưng vì vô minh cho nên mình cứ luân hồi sanh tử riết hết kiếp này tới kiếp khác. Nhà một Kiền Liên, thưa quý vị, là một hôm có một cái nhóm ngoại đạo á, họ ngồi họ bàn tán, họ nói biết Đức Phật này nguyên nhân gì mà sao được người ta cúng dường nhiều quá mà mình không ai cúng. Tức là họ ngồi họ thắc mắc với nhau á, họ nói sao bao nhiêu thí chủ giàu có toàn là đại gia thứ dữ tới cúng dường Đức Phật mà cúng quá trời luôn, còn mình cũng tu nhưng mà tại sao không ai cúng, thì nguyên nhân tại sao có ai biết không? Thì lúc đó có một vị trong cái nhóm mà ngoại đạo đó, họ mới nói tôi biết có một người, tức là ai quý vị biết không, đó là một Kiền Liên, do vị này có thần thông đi lên trên trời hỏi là nguyên nhân tại sao mà được sung sướng được sanh về cõi trời, thì người ta mới trên trời mới chỉ làm vậy cho nên mới được sanh về cõi trời. Rồi ngài một Kiền Liên lại xuống địa ngục hỏi nguyên nhân vì sao phải đọa xuống địa ngục, thì họ cũng nói tại vì làm ác làm xấu này kia mới bị đọa địa ngục, thì cứ tức là làm tốt thì được sanh cõi trời, làm xấu được nhờ biết như vậy. Cho nên ngài một Kiền Liên về nói cho các vị thí chủ quốc họ nghe, thì họ mới thấy rằng cúng dường Đức Phật là được phước nhiều, được sanh về cõi trời, cho nên là họ bao nhiêu họ cứ đem tới họ cúng dường cho Phật. Thì lúc đó những người ngoài đạo họ mới bàn với nhau, họ nói rằng vậy bây giờ mình giết cái ông một Kiền Liên đi là hết có người, tức là không còn ai để mách bảo người ta cúng dường cho Phật nữa. Tại vì một Kiền Liên về nói nhiều, nói khen ngợi như vậy cho nên là người ta mới cúng Phật nhiều. Tôi bây giờ chỉ có giết ngài một Kiền Liên là được, là người ta hết cúng cho Phật, người ta sẽ quay qua ta cúng cho mình. Thì họ bàn như vậy và họ đã dùng tiền cũng hơn 1.000 đồng, và họ mướn những người cướp để mà giết một Kiền Liên. Thưa quý vị, 2 tháng đầu tiên
những tên cướp này nó canh ở ngay cái hang động gọi là động Hắc Thạch của Ngài Mục Kiền Liên ở đó. Nó canh và Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi qua, chui ra, bay ra khỏi những cái lỗ khóa đó, đi ra khỏi. Cho nên nó canh, nó bắt cỡ nào cũng không được. Một lần Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông bay trên từ nóc bay lên trời luôn, họ bắt cũng được. Tháng thứ ba, Ngài Mục Kiền Liên mới quán thấy rằng nghiệp quả tới lúc phải trả, không thể dùng thần lực của mình mà để trốn nữa, để tránh nữa. Cho nên Ngài chấp nhận trả. Và lúc đó họ đã bắt được Mục Kiền Liên và họ chặt tay chân, họ xé ra, họ đánh đập cho, xong rồi họ bỏ đi. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới dùng cái định lực, dùng cái định lực của mình để ráp lại những cái tay chân và đến gặp Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật cho con, đảnh lễ Đức Thế Tôn một lần cuối trước khi con nhập Niết Bàn, giống như Ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: ngươi hãy tụng những cái bài pháp kệ, những cái bài cho ta nghe trước khi ngươi nhập Niết Bàn. Thì sau đó Ngài Mục Kiền Liên bay lên trời và nói những cái pháp kệ cho Đức Phật nghe. Và sau đó khi quý vị là Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, thì sau đó cái tin này lan ra khắp đất nước, và vua A Xà Thế biết được, cho nên mới cho người đi tìm, đi lùng bắt được những tên mà cướp để giết người. Và đã họ khai ra là những người ngoại đạo đó đã xúi họ, mướn họ, và cuối cùng bắt cả gần cả ngàn người, cả ngoại đạo lẫn những tên cướp đó, và đào một cái hố chôn họ xuống dưới và thiêu hủy chết hết. Thì thưa quý vị, thì lúc đó các vị mới tới gặp Đức Phật, nói tại sao Mục Kiền Liên lại gặp cái cảnh như vậy. Và họ làm, những người mà làm nghiệp quả như Ngài cho Ngài Mục Kiền Liên thì phải bị cái quả như vậy. Thì Đức Phật mới kể tiền kiếp Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên quý vị thấy là cái gì nó không có nhân duyên nghiệp quả hết. Mới kể tiền kiếp Ngài Mục Kiền Liên là một người con trai rất là hiếu thảo với cha mẹ, không chịu lấy vợ, rất là hiếu thảo, lâm chăm sóc cha mẹ chu đáo, rất là tốt. Nhưng bao nhiêu nghe lời cuối cùng cha mẹ nói riết thì vị này nghe, cưới vợ. Khi mà cưới vợ về, quý vị, người vợ thì không có hiếu với cha mẹ, ngày nào cũng kiếm chuyện hết. Canh Mục Kiền Liên đi rồi ở nhà giống như bày đồ ra tùm lum, rồi mượn cớ khi mà chồng đi làm về, mượn cớ nói: thấy chưa, coi cha mẹ anh kìa, bày suốt cả ngày, dọn sao cho nổi. Có nghĩa là kiếm đủ cớ nói riết, cuối cùng cái anh này ghét luôn cha mẹ ruột của mình. Và một hôm là bỏ cha mẹ mình lên trên xe kéo đi, cho xe ngựa đánh đi, đánh kéo đi vào trong rừng. Khi mà vào rừng sâu rồi, ông mới nói rằng trước này tên cướp rất là nhiều, cho nên cha mẹ cẩn thận. Và ông, trời tối, ông nhảy xuống xe, ông giả bộ ông la lên giống như cướp đang tới vậy đó. Thì lúc đó cha mẹ cứ nói rằng: con cứ chạy đi đi, để đây cha mẹ tự lo cho mình được. Lúc đó cha mẹ nằm trong cơn nguy kịch nhưng mà vẫn lo cho con. Thì lúc đó chàng thanh niên này mới giả mình là cướp, mới đánh đập cha mẹ chết và quăng ở trong rừng. Đức Phật nói vì cái nghiệp quả đó cho nên bao nhiêu kiếp đọa ở địa ngục, và dù hôm nay đã là người tu tập nhưng mà vẫn còn chịu một cái nghiệp quả như vậy. Thì quý vị thấy tại sao mà cái nghiệp sự tu hành nó không chuyển được, tại cái nghiệp này, cái tội này rất nặng. Ví dụ những cái tội nhẹ đương nhiên tu vẫn chuyển được, nhưng cái nghiệp mà giết cha hại mẹ là đọa vô giám địa ngục, tức là ngũ nghịch trọng tội đó quý vị. Quý vị còn nhớ cái ngũ nghịch trọng tội không? Thứ nhất là gì? Giết cha, giết mẹ, rồi gì nữa? Giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, rồi gì nữa? Chia rẽ tăng đoàn, tức là làm mất sự lục hòa trong tăng đoàn. Đó là cái năm tội rất là nặng, mà hầu như là quý vị biết Mục Kiền Liên tu bao nhiêu kiếp rồi, và đã bị đọa trăm ngàn kiếp ở cõi địa ngục, rồi đọa những cái cảnh khổ đau. Nhưng mà khi lên tu tập chứng quả giải thoát rồi, nhưng vẫn trả cái nghiệp quả. Thì nhưng mà quý vị phải để ý. Thì sau đó Đức Phật mới nói những cái bài kệ này, thì để lát chia sẻ nói rõ hơn quý vị thấy tại sao cái người chứng quả rồi họ trả quả như thế nào, và nếu mình chưa chứng quả thì mình trả như thế nào. Thì Đức Phật mới nói kệ 137: dùng trượng phạt không trượng, làm người làm ác người không ác, tức là mình hại cái người thiện á, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, tức là người mà thiện lành giống như Ngài Mục Kiền Liên
biết rằng đó là nghiệp quả, nhưng những người đó họ gây tạo, đương nhiên họ vẫn chịu quả báo tiếp. Rồi 138 Đức Phật nói, hoặc khổ thọ, đó 10 cái khổ này quý vị, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. 139 Phật nói, hoặc tai họa từ vua, hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. 140 Đức Phật nói, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa thiêu, hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Tức là cái Đức Phật nói rằng, không có nói tới nghiệp quả ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà nói những cái người mà ám hại người hiền, giống như hại Mục Kiền Liên, thì bị 10 cái nghiệp quả. Nhắc lại quý vị, 10 cái này, thứ nhất là bị khổ thọ, bị cái khổ rất là nặng nề. Cái thứ hai là thân thể bị gì? Thương vong. Thứ ba là bị bệnh kịch liệt nặng nề. Thứ tư là tâm ý bị tán loạn, giống như mình thần kinh bị bệnh điên khùng đó quý vị. Những cái đó gọi là loạn ý tán tâm đó. Thứ năm là bị tai họa từ vua, giống như hồi nãy đó, quý vị thấy những tên cướp đó là bị vua bắt đốt hỏa thiêu đó. Thứ sáu là bị vua trọng tội, là bị tội trọng tội sẽ bị tu đày. Thứ bảy là bị gì? Ly tán, gia đình ly tán. Thứ tám, tài sản bị nát tan. Rồi bị phòng ốc nhà cửa bị họa, bị tiêu tai, bị hỏa đốt cháy hết. Rồi khi thân hoại mạng chung thì sanh địa ngục. Đó là 10 cái khổ mà người hại người hiền. Thì thưa quý vị, cái này để mình nhắc lại một điều rằng, là cái người mà chứng quả rồi, khi mà những cái nạn đến, họ rất là tự tại. Còn ví dụ quý vị ở đây mình mà bị chặt cái tay như ngài Mục Kiền Liên, quý vị chịu nổi không? Không bao giờ chịu nổi, sẽ rất khổ. Bị đứt ngón tay một chút xíu thôi là đã gì? Đã khóc lên khóc xuống rồi, than lên thở xuống rồi. Nhưng mà cái ngài Mục Kiền Liên, những người mà chứng đạo quả giải thoát ra, những cái chuyện nghịch cảnh đến với họ rất là tự tại. Vì tại vì đã thấy được cái thân này vô thường, đã không còn, đã vô ngã rồi, không còn chấp ngã nữa, cho nên chịu trả để trả cái quả đó thôi. Nhưng mà ngài, các ngài rất tự tại. Cho nên mình thấy rằng, ủa tại sao các ngài còn bị như vậy, nhưng mà bị một cách thản nhiên tự tại, những đón nhận nó như là đón nhận một món quà gì đó thôi. Tại vì cái thân này là giả tạm, ngài chỉ trả cho cái thân này thôi, nhưng mà cái tâm thức ngài đã giải thoát rồi, không còn vướng nữa. Thì cái đó là cái chịu nghiệp quả của người. Cho nên quý vị thấy, chẳng hạn như vô tù cũng vậy, các vị có nhiều số vị tu tập thiền sư, các vị ngộ đạo rồi, nhưng mà vì cái nghiệp quả họ cũng phải ở tù. Nhưng mà người tu chứng ngộ ở trong tù cũng giống như vậy, giống như sao quý vị? Cũng giống như ở cực lạc không, bình thường rất là thản nhiên, những cái gì xung quanh họ đều không có gì làm khổ đau cho họ. Cái đó một điều rất là hay, rất là ý nghĩa. Cho nên với người trí mà có 4 cấp bậc mà quý vị có thể học. Thứ nhất là khổ không tha. Khổ không than là sao quý vị? Tại gặp mình cái gì mình khổ chút xíu mình phải than, mình phải thở đủ thứ, mình than, mình vãn, mình rên rỉ, thì cái đó chứng tỏ mình chưa có nội lực nhiều. Nói như vậy, nhiều người hỏi vậy, con khổ con không được than với ai hết, thì mình phải tùy người thôi. Chứ ai mình cũng than, ghét người ta ghét. Tâm lý mà quý vị, người ta nhiều khi, những người mình phải biết, những người nhiều khi người ta đâu có quý trọng gì mình, mà mình cứ kể lể cái khổ của mình riết á, người ta coi thường. Mình khổ không than là vì người đó có cái sức chịu đựng, có cái nhẫn nhịn, có cái nhẫn sức nhẫn trong đó, có cái nội tâm tu tập, cho nên khổ không than. Còn quý vị thường khổ có than nhiều không? Có đúng không? Mình chút xíu là mình đã than rồi, nóng lạnh chút xíu. Hoặc là nhiều khi ông chồng bà vợ con mình làm chút xíu nói, trời ơi trời, sao gặp ông chồng khổ quá, sao gặp bà vợ gì mà khó chịu quá, sao gặp mấy đứa con thì chút xíu là chúng ta đã than rồi. Nhưng mà cái người trí mà cái người có nỗ lực tu tập là khổ không than. Chúng ta có thể tâm sự chia sẻ để vơ bớt, nhưng mà tùy người chúng ta làm thôi. Chứ còn gặp những người là lạ thân quen, gặp bất cứ ai nào cũng nói được hết, dù người đó không biết là có hiểu họ hay không, có quý họ hay không, mà họ không cần biết, cứ gặp là họ than thôi, cứ gặp người là họ than, thì cho thấy đó là cái nội lực chưa có. Cho nên ở đây mình phải tu tập, mình học cái pháp này của những cái bậc trí có nội lực tu tập, tức là
mình phải chịu có cái sức nhẫn nhịn, nhẫn nại chút xíu, chúng ta không than khổ. Rồi cái thứ hai là gì? Sướng không khoe. Là sao quý vị? Tức là mình được những cái hạnh phúc, được những cái giàu có, được những cái thành công, thành tựu, chúng ta không khoe khoang. Tại vì họ thấy cái đó là một cái sự đến đi trong cuộc đời thôi, họ không có khoe nhiều. Mà nếu với cuộc đời này quý vị khoe nhiều thì sao? Dễ bị đố kỵ ganh tị, tức là làm mất niềm vui của người khác nữa. Nếu chúng ta đem đi khoe nhiều, quý vị nói không, nhà tôi bây giờ của cải chắc mấy triệu đô rồi, thì thế nào có người khác họ cũng nói sao? Bộ ý có mấy đồng tiền làm dữ vậy? Cái tự nhiên làm cho người khác họ cũng không vui. Cho nên nếu mà người có thực lực, có thực sự, có giàu thiệt, hoặc là có cái nội tâm tu tập, họ ít có đi khoe lắm. Cho nên mình thấy có hay không có gì, mình vẫn coi đó chỉ là một cái vật chất trong cuộc đời này, để mà cuộc sống này trang trải cuộc sống thôi. Để mình, cho nên mình càng khoe nhiều là mình càng dễ bị những cái gì ma chướng nó phá mình. Tại vì sao? Những cái tham lam, đố kỵ, ganh tị, họ thấy mình hơn người, họ những đó là những cái ma quỷ đó, sẽ phá mình. Cho nên quý vị nếu biết muốn được bình yên thì mình bớt cái khổ không than, sướng giàu không khoe. Cái thứ ba là gì? Có ai nghĩ ra được cách gì không? Làm sao quý vị? Tức là mình gặp những cái hoạn nạn, mình không có giống như gặp những cái khổ đau, những cái hoạn nạn, mình không có bị giống như dùng cái từ gì ta, không có lao đao lao sao, không có xôn xao, không có hoảng loạn, không hoảng loạn. Quý vị gặp một cái khổ mà thấy mình bất an, là mình thấy có người mình không có yên được, mình không có định tâm được, gặp cái gì khổ tới là quý vị không làm gì được hết, thì chứng tỏ nội tâm mình chưa có. Khổ quý vị để qua bên giải quyết sau. Cái chuyện khổ nó tới, nó vẫn tới, quý vị vẫn có cái sự xấu sang chút xíu trong lòng, nhưng mà mình cất được nó nằm một bên đó đã. Mình việc gì đến mình giải quyết trước, còn cái đó nó sẽ đến. Thì chúng ta, đó là quý vị có được cái nội tâm tu tập. Giống như cái này là ngày một kiền liên này quý vị. Gặp cái nạn không có bị loạn tâm. Còn mình thì sao quý vị? Bị chút xíu trong gia đình là quý vị rối lên liền. Là mình rối, mình làm rộn lên liền. Thì cái đó cho thấy rằng là mình chưa có cái sự tu tập. Bất cứ những cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này, những cái chuyện khó khăn, nếu quý vị vững định tâm, những cái hoạn nạn dù nó xảy đến bất ngờ cho mình, nếu quý vị rất bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, là người đó luôn luôn có cái sự chánh niệm, có cái nội lực, có cái chánh định, chánh niệm, chánh định. Ở đây quý vị có ai có cái chánh định đó không? Chưa có hả? Có chút chút cũng được đúng không? Chứ đúng gì cái là la sùm lên liền, chưa việc gì là la lối sùm. Là mình biết rằng lúc đó mấy cái vị nào mà la, cái vị nhắc dùm. Cái vị nói bình tĩnh lại, chánh niệm, chánh định lại. Cái vị nhắc. Thì cái đó là những cái cách mà để mình học từ những bậc mà bậc trí, những cái bậc thánh. Nếu quý vị làm được như vậy, có thể mới bước xa được, mới tiến lên được, cuộc đời mình mới vững được. Cho nên quý vị thấy cuộc đời mình đừng có đổ thừa tại ai, tất cả là mình thôi. Cho nên có một cậu học trò này bây giờ là nổi tiếng, là người chế tác gì đó mà quên cái tên rồi. Mà thưa quý vị, học hỏi một vị giáo sư. Vị giáo sư đang giảng nói rằng ông trời có thể sinh ra con người, người tốt, và cũng có thể làm cho con người trở nên xấu. Cho nên ông nói khẳng định một câu là ông trời là xấu chứ không có tốt. Nếu mà tốt thì tạo điều tốt thôi, tại sao có tạo điều xấu? Cho nên ông khẳng định một câu, ông giáo sư ông dạy cho học trò, ông nói rằng khẳng định lại là ông trời là xấu. Thì lúc đó đứa bé nó hỏi vậy, dạ thưa giáo sư, vậy thì trời có lạnh hay không? Quý vị trả lời sao? Theo quý vị, nếu hỏi trời có lạnh hay không, quý vị nói sao? Trời có không? Trời gì? Trời ok hả? Nói trời ok. Mưa đang lạnh, quý vị nói trời sao lạnh quá, trời hôm nay lạnh quá, đa phần chúng ta đều nói vậy đúng không? Mình nói trời hôm nay lạnh quá ông trời, trời hôm nay rất lạnh, trời quá lạnh. Nhưng mà đứa bé nó nói trời không có lạnh,
Bởi vì do gì? Do nhiệt độ trong không gian nó ẩm, nó thấp xuống cho nên nó lạnh thôi, chứ không phải ông trời tạo ra lạnh. Quý vị thấy đúng không? Khi đứa bé nó nói vậy, ông giáo sư này ông cũng thấy, ông ngộ. Nó nói rằng trời đâu có lạnh đâu, mà do nhiệt độ nó bị thấp xuống cho nên nó lạnh. Nếu mà nhiệt độ lên cao thì nó ấm hơn, chứ không phải ông trời tạo ra lạnh. Rồi nó hỏi tiếp một câu, vậy trời có tối không? Rồi quý vị nói sao? Quý vị nói sao? Trời không có tối nhưng mà giải thích thì sao? À, do mặt trăng che mặt trời hả? À? Do trái đất nó che nên trời tối. Thì khi nó hỏi như vậy thì ông giáo sư cũng nói có trời tối. Thì đứa bé nó nói, nó học trò mà nó thông minh, nó hỏi lại. Nó nói thật ra là do thiếu ánh sáng cho nên mới tối thôi. Nó trả lời một cách rất là hay. Mình thì nhiều khi nhiều người cứ tưởng là trời tối, nhưng mà thật ra là do ánh sáng thiếu cho nên mới tối. Giống căn phòng này có việc bật đèn lên hết thì đâu có tối đâu. Ban đêm có việc bật đèn vẫn sáng như thường. Cho nên không phải tối mà do thiếu ánh sáng. Cho nên quý vị cứ đổ thừa tối rồi đi ngủ. Nên ban ngày mà nhiều khi chúng ta tắt đèn tối chúng ta vẫn ngủ được. Mình nói tới ngủ mới nhớ nói cái gì, cái câu gì, cái cô đó cổ than là cái gì, buồn gì cũng qua được mà chỉ có buồn ngủ thì không tha ngày nào. Quý vị có nghe anh không? Tức là buồn gì, nỗi buồn gì cũng có thể qua được, nhưng mà chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Thì tại chúng ta cứ đổ thừa tại có trời tối rồi buồn ngủ. Thì cho nên là từ đó rồi nó mới khẳng định, đứa bé nó khẳng định một câu, nó khẳng định rằng vậy là trời tối trời sáng, hoặc là cái xấu không phải do trời tạo ra mà do con người tự tạo. Thì cho nên ở đây cũng vậy quý vị, cuộc sống này những cái đừng đổ thừa là nói tại hôm nay tâm lý bất an cho nên mình dễ nóng giận. Mình nói rằng hôm nay do tâm lý bất an cho nên tôi đang nóng, tôi đang giận á, cho nên nếu mà ai cho tôi 1.000 đô tự nhiên vui liền. Quý vị nói tâm lý tôi đang vui nè, phải không? Nhưng mà cái đó tại mình, chứ không phải tại 1.000, 2.000, 3.000. Nhưng mà tại vì mình đắm dẫn vào đó, mình bị nó cột cho nên mình khổ. Cho nên cái này nghiệp quả, đó là các vị mà tu tập mà làm chủ được bản tâm rồi, họ tự tại, không có bị những cái cuộc đời này làm lôi cuốn họ, dù khổ nạn hoạn nạn gì cũng tự tại. Như Đức Phật nhấn mạnh cái 10 cái tội ác, tức là những người làm thiện tu tập mà người khác dù cái đó mình cho rằng là quả trả quả, nhưng họ làm hại người thiện thì vẫn bị quả báo. Cho nên là trong quá trình tu tập, quý vị nhẫn, quý vị nói con nhẫn được 10 ngày rồi, ngày thứ 11 con chịu hết được, là làm quá con phải phản lại. Cho nên cái đó là uổng công tu tập của mình. Cho nên Đức Phật hay nhắc đó, một ngọn lửa sân là đốt cả rừng công đức. Tức là quý vị đã làm thiện để mình chịu trách nhận, để mình trả nghiệp, chuyển nghiệp của mình rồi. Nhưng quý vị nhiều khi quý vị nói làm quá, tức nước vỡ bờ, quý vị làm quá, quý vị sân giận lên thôi, là tự nhiên cái nghiệp quả nó sẽ không, nó sẽ trở lại mình. Giống như quý vị thấy Ngài Mục Kiền Liên không? Nếu lúc đó Ngài phản lại, tức là Ngài dùng thần thông, dùng thế lực họ đánh lại những tên cướp đó, thì nghiệp quả cứ thế nó kéo mãi luôn, nó không bao giờ hết. Nhưng mà Ngài vẫn chấp nhận, đón nhận, cho nên nghiệp quả Ngài không còn. Nhưng mà nghiệp quả lại trở lại với những cái người kẻ cướp kia. Cho nên mình không muốn, Ngài cũng đâu có muốn đâu. Đâu có muốn là tại vua A Xà Thế tự khởi lên rồi Ngài đi bắt những người đó để đền tội thôi. Chứ không phải là Ngài Mục Kiền lên suối, Ngài cũng không bảo. Nhưng mà cái nghiệp quả nó khiến cho, tại vì họ đụng vô cái người tu tập, những người làm thiện, cho nên nghiệp quả họ phải chịu là bị thiêu đốt như vậy. Thế cho nên quý vị đừng sợ nói nhiều khi con nhẫn quá rồi nó coi thường, nó xem thường. Nhưng mà tới khi quý vị cứ nhẫn, cứ tu, khi mà nghiệp thiện quý vị chín mùi rồi thì tự nhiên ác nghiệp nó sẽ hết. Còn mà trong quá trình tu tập mà quý vị nói thôi tu bao nhiêu mà nó cũng cứ hại hoài, cho nên là mình thôi không cần tu để đánh lại cho nó một trận để trả, thì bao nhiêu công đức tu hành mình hết mất, cho nên rất là uổng. Thì cho nên cái bài này cũng rất ý nghĩa để cho thấy là nghiệp quả, gọi là cái gì, cái nghiệp báo nó không cùng lắm, nó dễ sợ lắm. Nhân duyên hội ngộ thời thì quả báo hoàn tịnh thọ. Thì nhân duyên nghiệp quả ai cũng phải có trong cuộc đời này. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? À, cái câu kỳ rồi là câu gì quên rồi. Y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Cái này thì quý vị đã từng nghe rồi, nhưng mà để chia sẻ lại, tức là
tất cả những cái gì kinh điển nhà Phật mình phải, nếu mình không dựa theo lời kinh Phật, những cái chân lý của Đức Phật luôn luôn quý vị phải nhớ: nhân quả vô thường, nhân duyên vô ngã. Nếu những cái gì mà đúng với những cái triết lý đó, đúng là kinh Phật nói, còn cái gì mà nằm ngoài nhân quả, nằm ngoài nhân duyên, nằm ngoài vô thường vô ngã thì cái đó không phải kinh của Phật. Thì làm gì thì làm, nói gì thì nói, tất cả đều y theo những cái kinh của Phật, là những cái chân lý mà những cái điều chúng ta phải có. Còn nếu mà mình nói ngoài cái đó thì làm sao? Nhưng mà mình dựa theo đó mà cái y như vậy thì oan cho Phật, làm sao oan quý vị? Ví dụ Ngài nói có những điều mà ngày xưa nó cũng còn phù hợp, giống như ngày xưa là Phật dạy là gì, không được uống rượu, thì ngày này mình có thêm gì? Thuốc. Thì cả thuốc lá, những cái chất mà làm say nghiện nữa. Nhưng mà nhiều người không hiểu, nói Đức Phật không có cấm cái đó, rồi mình hiểu sai vấn đề. Hoặc ngày xưa quý vị nói ngày nay chúng ta xài đi xe hơi được nhiều, nói ngày xưa Phật đâu có đi xe hơi, Phật đi bộ. Mình y theo cái đó thì mình nảy oan cho Phật. Thời đại nay nó khác rồi. Ví dụ ở xứ Mỹ này mà đi bộ biết chừng nào tới. Nói tu mà đi xe hơi không có giản dị này kia, nhưng mà đâu phải, cuộc sống bây giờ nó thời đại như vậy thì phải có đi lái xe mới tới được đây để mới chứ còn đi bộ biết chừng nào tới quý vị. Nói ngày xưa Phật tu của Ngài chế giản dị thôi, chư tăng ni người tu chỉ có ba y thôi, nhưng mà ngày xưa là khác quý vị. Bây giờ giống như chúng ta có thể nhiều khi mưa nắng thất thường hoặc là đi nhiều nơi, Ngài làm như vậy để gì? Để chế bớt cái lòng tham. Ngài ba y bụt bình bát để ngăn bớt cái lòng tham của những người tu tập. Nhưng không có nghĩa là chỉ được ba y mà không được bốn năm. Quý vị thấy Đức Phật người ta cúng quá trời, nhưng đâu phải ít đâu, cúng rất nhiều. Những cái y, những cái gì đắt tiền, những cái chiếc vải đắt tiền đều cúng cho Đức Phật. Ngài thọ nhận để cho các vị đã có phước, xong rồi Ngài ban bố lại cho đệ tử. Chứ nói như vậy là nó ủi Đức Phật dạy chư tăng chứ được có ba y thôi, mà bắt Ngài nhận quá trời luôn. Làm như vậy để ngăn bớt cái lòng tham. Thì cho nên ngày nay nhiều khi mình không hiểu, mình cứ nói hồi xưa cho có ba y mà ngày nay các thầy các sư may quá trời. Thì quan trọng là gì? Là đừng có đắm nhiễm vào những cái vật chất đó là được. Nên mà y theo những cái Phật mình hiểu, mình hiểu một mặt thì nó không phải, đó là oan cho Phật. Giống như quý vị Đức Phật dạy trong đó, ngài một niệm Quan Âm, nếu mà ai gì niệm danh hiệu Quan Âm nhảy vào hầm lửa thì lửa không thiêu đốt, mà quý vị nó con niệm 100 biến con nhảy vào nó cháy mất, nó phỏng luôn, vậy là Phật nói không đúng. Như vậy không phải, Phật nói như vậy có nghĩa là mình phải đạt tới tu tập có một cái mức định cao kìa, chứ không phải nói ngài nói niệm 108 biến con đủ 108 biến mà sao con thò tay vô vẫn bị phỏng, là vậy là ngài nói sai. Cái ý đó là khác, 108 biến là con số tượng trưng thôi, mà phải có cái sự định, đạt tới cái đại định thì quý vị mới dám bỏ tay vào lửa. Mới có 108 biến chưa phải, đó là y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật quan. Còn ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết, tức là những cái gì quý vị nói, quý vị thực hành mà rời khỏi giáo lý của kinh điển, tức là không có đúng với luật nhân quả, không có đúng với lý nhân duyên nghiệp báo, rồi gì nữa, vô thường vô ngã, thì cái đó là ma, không phải là kinh Phật. Là cái ý là như vậy. Rồi quý vị hết thắc mắc ha. Bây giờ chúng ta nghỉ, chứ quý vị qua cúng chư hương linh, rồi sau đó quý vị ra dùng cơm.